Quý vị khách hàng đang tìm nhà gần khu đô thị Đô Nghĩa, gần với trường đại học Phenica mà lại muốn nhà ở trong D, không phải là ở ngoài D giống tổ 14, 15, 16 Yên Nghĩa, giá chỉ có hơn 2 tỷ thì đừng bỏ lỡ ngôi nhà này. Ngọc Anh xin trân trọng kính chào tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh Nhà Tốt, Nhà Đất Giá Rẻ Hà Nội. Trong video này Ngọc Anh sẽ quay dự án mới nhất 4 căn nhà được xây dựng là 4 tầng tại vị trí Đông La, Hoài Đức, cách với khu đô thị khoảng tầm 2,5 km. Và với căn nhà này thì 4 cuốn sổ đỏ riêng biệt từng căn, hồ sơ điện nước riêng biệt từng căn, xây dựng riêng biệt từng căn. Với 3 căn nhà còn lại ở đây bán, ở có 4 căn thì đã bán 1 căn, và còn 3 căn 1, 2 và 3 thì 3 căn nhà này hướng nhà là hướng Tây Nam. Ngõ trước nhà thực tế là 1m6. Đây mọi người nhé, 1, 2, 3 và 4, gạch 40, 40, 1m6. Cách với lại đường ô tô chỉ khoảng tầm 50m. Tiện ích xung quanh thì rất chỉ là đầy đủ: chợ dân sinh, trường mầm non, tiểu học cấp 1, cấp 2. Với vị trí này thì phù hợp cho quý vị đi làm ở đâu? Phù hợp cho quý vị đi làm Hoài Đức, Hà Đông, cung đường Tố Hữu, Lê Văn Lương kéo dài, rất là thuận tiện. Phạm vi bán kính tầm 10 đến 12 km và giá rẻ, hợp lý, sổ sách chuẩn chỉnh. Với căn nhà này quý vị có thể trả trước 600 triệu đến 700 triệu tiền mặt. Phần còn lại ngân hàng sẽ hỗ trợ quý vị vay trong vòng thời gian dài nhất, tối đa 30 năm, tối thiểu 3 năm với lãi suất hiện tại cực kỳ là ưu đãi. Không có một cái lĩnh vực nào mà được vay mua nhà hay là cái lãi suất hỗ trợ bằng mua nhà đâu quý vị ạ. Hiện tại lãi suất bây giờ có 6.2 đến 6.5% một năm thôi. Mời mọi người theo em vào khám phá cụ thể căn nhà. Với căn nhà thiết kế là 30m, xây dựng là 4 tầng. Căn nhà này mặt tiền 3,5m. Với cái phần cửa chính thiết kế cho quý vị một lớp cửa gỗ. Bên cạnh để một cửa sổ nữa thoáng. Đó, gần với đường ô tô ngõ nông. Với căn nhà này thuộc Đông La, Hoài Đức, gần với lại cung đường vành đai 4 mở rộng. Đồng thời gần với khu đô thị Đô Nghĩa. Từ vị trí ngôi nhà này ra khu đô thị rất là gần, gần với đại học Phenica. Căn nhà đã hoàn thiện xong hết chỉnh chu theo đúng như hiện trạng, quý vị có thể dọn đồ về và ở được ngay. Sổ đỏ chuẩn chỉnh trao tay. Với thiết kế của ngôi nhà, đây là phần phòng khách, đây là phần phòng bếp. Với diện tích nhỏ thì không mong muốn được rằng là thiết kế tối ưu hoàn toàn hay là tuyệt đối theo cái suy nghĩ của mọi người là phải phòng khách riêng, phòng bếp riêng, để xe riêng. Nhưng với ngôi nhà này thì bán theo hiện trạng, nó chỉ có như thế thôi mọi người ạ. Diện tích nhỏ cho nên thiết kế tối ưu hóa thôi, làm sao để phù hợp với một hộ gia đình sử dụng. Phần hoàn thiện cơ bản của ngôi nhà này đã xong hết 100%, gạch lát nền, thiết bị vệ sinh, màu sơn, hồ sơ điện nước là cơ bản, nội thất cơ bản là đã xong hết rồi. Đây là phần tủ bếp của ngôi nhà, thiết kế xong xuôi. Tủ bếp thiết kế gỗ MDF chống cong vênh với lại màu tông màu là tông màu trắng. Xung quanh bếp thì là ốp gạch, mặt bếp ốp đá granite, chậu rửa, vòi rửa lắp đặt xong hết cho quý vị. Vị trí Đông La, Hoài Đức, giáp tổ 11, 12, 13 Yên Nghĩa quý vị nha. Tức là nó vẫn nằm ở trong D, nó không liên quan gì đến D cả. Đó, rất là gần, đi lại thuận tiện. Ngoài cái phần phòng khách, phòng bếp thì căn nhà này tầng 1 thiết kế thêm một phòng vệ sinh sử dụng ở phía dưới tầng 1, đầy đủ bồn cầu, máy bơm nước lên trên 4 tầng sử dụng. Ngõ nông, đường thoáng. Ở cụm dự án có 4 căn, bán 1 còn 3. Pháp lý chuẩn chỉnh rõ ràng, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng là quý vị hoàn toàn yên tâm, là cái pháp lý luôn luôn chuẩn chỉnh rồi. Mời người theo em lên khám phá các tầng tiếp theo. Và thưa quý vị, trên phía tầng 2 của ngôi nhà thiết kế công năng sử dụng cho quý vị một phòng ngủ rất là rộng, một phòng vệ sinh thiết kế ở phía bên ngoài. Đây là phần phòng ngủ ạ. Với phần phòng ngủ này hoàn thiện đầy đủ chỉnh chu cho quý vị, hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, ống chờ, dây chờ, áp chờ điều hòa, cửa sổ thông thoáng. Cửa thông phòng thiết kế là cửa gỗ này. Và phòng vệ sinh đặt ở phía bên ngoài. Phòng ngủ rất là vuông, dễ dàng kê đồ nội thất, thiết bị ở bên trong. Đây là phần phòng vệ sinh đặt ở phía bên ngoài, góc cầu thang. Với phòng vệ sinh siêu rộng, được chủ nhà ốp toàn bộ gạch, rất là sạch sẽ. Hệ thống sen kê tắm, bồn cầu, lavabo, thiết bị vệ sinh chuẩn chỉnh, cũng như là cửa nhà vệ sinh thiết kế cho quý vị cửa nhôm hệ Việt Pháp. Mời mời theo em lên tầng 3 của ngôi nhà nhé. Và với tầng 3 của ngôi nhà thì thiết kế tương tự như tầng 2 quý vị ạ. Đầy đủ công năng cho quý vị, phòng ốc rộng rãi. Lên phía tầng 3 là có 2 phòng riêng, thiết kế tương tự như tầng 2. Phòng vệ sinh đặt ở phía bên ngoài. Đây.
giống hệt nhau. Công năng sử dụng của mỗi tầng đều đầy đủ, đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng cho một hộ gia đình theo từng tầng. Và mời quý vị theo em lên khám phá tầng cuối cùng của ngôi nhà. Với tầng 4 của ngôi nhà thì thiết kế công năng sử dụng cho quý vị. Trên tầng 4, tầng cùng trên cùng là chủ nhà thiết kế một ô dính trời để lấy toàn bộ ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Tiếp theo ở phần tầng 4, thiết kế công năng cho quý vị một phòng thờ riêng, một phòng ngủ riêng. Đây là phần phòng thờ nhỏ nhỏ, hợp lý. Mà không thiếu công năng về phòng thờ nếu như quý vị mong muốn. Và phần có tiếp theo là một phòng ngủ nữa. Trên phía tầng phòng ngủ tầng 4 thì nó có hơi nhỏ một chút. Tuy nhiên vẫn là thiết kế được phòng riêng, vẫn được một chiếc giường, một chiếc tủ mọi người ạ. Đó, phòng nào cũng rộng rãi, thoáng. Thế là căn nhà 4 tầng thiết kế được 3 phòng riêng. Đây là phần sân phơi. Với phần sân phơi, thiết kế cũng tương đối là hợp lý. Đó, căn nhà này thì đổ tròn 4 tầng mọi người ạ. Và với cái vị trí Đông La, Hoài Đức giá bán hơn 2 tỷ, giá bán cụ thể em sẽ để ở dưới phần bình luận sổ sách chuẩn chỉnh, hướng nhà Tây Nam, vị trí thì em đã chia sẻ ngay từ đầu video rồi. Mọi người muốn tìm hiểu biết thêm thông tin chi tiết cụ thể, liên hệ trực tiếp với Ngọc Ánh Nhà Tốt theo số điện thoại ở phía trên màn hình 0933 013 403 hoặc 0888 041 444 để có thể được tư vấn cũng như đi xem nhà thực tế nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.